Trần Anh Tông sinh ngày 25 tháng 10 năm 1276 mất ngày 21 tháng 4 năm 1320 tên khai sinh là Trần Thuyên, là vị hoàng đế thứ tư của triều đại nhà Trần nước Đại Việt. Ông ở ngôi từ tháng 4 năm 1293 đến tháng 4 năm 1314, rồi làm thái thượng hoàng từ năm 1314 đến khi qua đời. Được đánh giá là một vị hoàng đế anh minh, chăm lo quốc sự, triều đại của anh Tông chứng kiến một giai đoạn phát triển hưng thịnh của Đại Việt sau ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông. Thời kỳ của ông và con ông đánh dấu sự hương thịnh của vương triều nhà Trần, sử gọi là Anh Minh Thịnh Thế. Trần Thuyên là đích trưởng tử của Trần Nhân Tông. Năm 1293, sau khi đánh bại các đợt xâm lược của Nguyên Mông, Trần Nhân Tông nhường ngôi cho Thái tử Thuyên, tức Hoàng đế Anh Tông. Theo Bộ Chính sử Đại Việt, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Trần Anh Tông ban đầu khá buông thả, mê rượu chè, nhưng sau khi Thượng Hoàng Trần Nhân Tông nghiêm khắc săn bảo, đã chịu tu sửa mình, trở thành một Hoàng đế Anh Minh sáng suốt, tin dùng những nhân tài như trương hán siêu, đoàn Như hải, nguyễn trung hạn và phạm mũ lão, trần nhật giật. trong thời kỳ trị vì của ông, đại việt phát triển hưng thịnh, dù phải chống lại một số đợt xâm lấn của ai lao trên hướng tây, vua anh tông sử dụng tướng tài phạm mũ lão đánh bại quân ai lao. ông còn ngăn chặn sự lấn chiếm của người nguyên ở biên giới phía bắc và mở rộng lãnh thổ đại việt về phương nam thông qua của hôn nhân giữa huyền chân công chúa em gái ông với vua chiêm thành. Sau khi nhường ngôi cho con là Trần Mạnh tức vua Trần Minh Tông vào năm 1314, Thượng Hoàng Anh Tông tiếp tục hỗ trợ Minh Tông cai quản nước Việt. Giống như các tiên đế, Trần Anh Tông là một Phật tử mùa đạo. Năm 1299, Thượng Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia và sáng lập thiền phái Trúc Lâm giáo hội thống nhất đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Trần Anh Tông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của giáo hội này qua việc khuyến khích các thiền sư phái Trúc Lâm thuyết pháp ở nhiều nơi, cũng dường tiền của vật liệu cho việc xây chùa, tháp và vận động các thành viên hoàng gia làm thế. Ông cũng hay sáng tác thơ ca, nhưng ngày nay chỉ còn 12 bài chép trong Việt âm thi tập. Ngày 3 tháng 2 âm lịch năm nhâm thìn 1292, Trần Nhân Tông sắc phong Trần Thuyên làm hoàng thái tử, khi ấy ông đã 16 tuổi. Ngay dịp đó, triều đình đã chọn con gái của hưng nhượng vương Trần Quốc Tảng lập làm thái tử phi. Trần Quốc Tảng là em ruột của hoàng hậu, cho nên nếu xét về mối quan hệ, Trần Thuyên và thái tử phi là anh em họ con cô con cậu bên ngoại. Còn về bên nội thì hai người đều gọi thái tổ Trần Thừa là kỵ nội. Hôn nhân cận huyết xảy ra với mật độ thường xuyên vào thời nhà Trần. Nguyên nhân chính được cho là để đề phòng trường hợp bị ngoại tộc cướp ngôi, tương tự như cách mà họ đã sử dụng để đoạt lấy ngai vàng từ nhà Lý. Khi mới lên nối ngôi, Trần Anh Tông thích rượu chè và thường thích đi vi hành cùng mấy người thị vệ, có lần bị một số người vô lại ném gạch trúng đầu. Thượng hoàng biết chuyện, chỉ biết lắc đầu. Lúc bấy giờ, Thượng hoàng Trần Nhân Tông đã rút về hành cung Thiên Trường, thỉnh thoảng mới quay về Thăng Long. Sử cũ ghi chép, một ngày nọ nhân Tông hồi cung, gặp phải anh Tông do uống rượu say nên mãi chưa vẫn chưa ngủ dậy. Ông nổi giận liền quay về thiên trường, hạ chiếu cho bà quan ngày mai phải tề tập ở đó nghe chỉ. Khi tỉnh dậy ông vội vã cùng một người học trò là đoàn nhữ hải tức tốc đến thiên trường dâng biểu tạ tội. Nhân Tông đọc biểu, mới mắng rằng chấm còn có con khác cũng có thể nối ngồi được. Chấm còn sống mà người còn dám như thế. Huống chi sau này. Từ đó anh Tông trở nên minh mẫn hơn, không những thế ông còn không ưa những người nghiện rượu. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, khi Thượng Hoàng gợi ý anh Tông chọn nội thị tránh trưởng Nguyễn Quốc Phụ làm hành khiển, anh Tông từ chối, nếu lấy ngôi thứ mà bàn, thì Quốc Phụ được rồi, chỉ hiềm hắn nghiện rượu thôi. Anh Tông cũng là người bãi bỏ tục xăm hình rồng và đùi của các vua Đại Việt. Toàn thư ghi lại, Thượng Hoàng Nhân Tông đã triệu anh Tông đến cung trùng quang và bảo rằng nhà ta vốn là người hạ lưu sông nước, đời đời trụng dũng cảm, thường xăm hình rồng và đùi. Nếp nhà theo nghề võ nên xăm rồng và đùi để tỏ là không quên gốc. Khi đó thợ xăm đã chờ sẵn trước cổng cung, nhưng thừa lúc thượng hoàng nhìn sang hướng khác, anh Tông lẩn trốn về cung trùng hòa. Thượng hoàng biết ý và không bắt anh Tông phải xăm mình nữa. Bên cạnh đó, Trần Anh Tông đã chấp hành nghiêm túc nề nếp, kỷ cương của Hoàng Triều. Tháng 3 âm lịch năm 1296, ông sai đánh quan thượng phẩm Nguyễn Hương đến chết vì tội mê bài bạc. Ông cũng ban chiếu cấm phạm húy tên của tám vua nhà Lý, cùng với các tổ phụ nhà Trần là Trần Lý, Trần Thừa, Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Tháng 10 âm lịch năm 1300, Trần Anh Tông đặt quy chế mới về trang phục bá quan, theo đó quan văn đội mũ chữ đinh màu đen, thuộc quan đội mũ toàn hoa màu xanh có hai vòng vàng đính vào hai bên. Áo của quan văn, tương võ phải có ống tay rộng từ 9 tấc đến một thước 2 tấc, không được rộng dưới 8 tấc. Ngoài ra, các quan văn võ đều không được phép mặc xiêm, tụng quan không được phép mặc thường. Đến mùa xuân năm 1301, nhà vua lại ban chiếu cho bà quan văn võ đều dùng mũ chữ đinh, có miếng lụa bọc tóc màu tía sen màu biếc. Trần Anh Tông cũng chú trọng đến việc chiêu hiền đại sĩ. Trong thời gian đầu trị vì, ông tỏ ra phóng khoáng trong việc bổ nhiệm quan chức. Nhưng sau khi nghe Thượng Hoàng phê bình rằng sao lại có một nước bé bằng bàn tay mà phong quan tước nhiều như thế, anh Tông dùng người cẩn thận hơn. Ông đã trọng dụng những văn thần giỏi như Bùi Mộc Đạc, Trương Hán Siêu, trần thị kiến hay đoàn nhữ hải cùng với những tướng lĩnh tài ba như chiêu văn đại vương trần nhật duật huệ vũ đại vương trần quốc trần hay phạm ngũ lão đặc biệt đoàn nhữ hải còn trẻ nhưng đã được anh tông phong chức ngự sử trung tán khiến có người châm chiếm bằng hai câu thơ ôn câu chữ cổ đài ngự sử miệng sữa còn hôi trung tán đoàn anh tông mặc kệ những lời đồn đại này trái lại người kém tài đức như bảo hưng một tôn thất mà anh tông yêu mến Nguyễn Sĩ Cố và Chu Bộ Cận Thần của anh Tông từ khi ông còn nhỏ đều không được giữ các chức lớn. Tháng 3 âm lịch năm 1304, anh Tông mở khoa thi thái học sinh tìm người hiền giúp nước. Khoa thi này lấy được 48 người gồm Trạng Nguyên Mạc Đĩnh Chi được phong chức thái học sinh hỏa dũng thủ, sung làm nội thư gia, bảng nhãn bùi mộ lãnh chức chi hậu bạ thư mạo sam, sung làm nội lệnh thư gia, thám hoa trương phóng lãnh chức hiệu thư quyền biện, sung làm nhị tư, hoàng giáp Nguyễn Trung Ngạn cùng 44 thái học sinh ba người đỗ đầu được ra cửa Long Môn dạo chơi đường phố ba ngày. Nhờ sự giúp đỡ của Thượng Hoàng và Bề Tôi, anh Tông đã giữ vững sự hưng thịnh về chính trị, kinh tế và văn hóa của Đại Việt. Cũng giống như nhiều vị vua trần khác, anh Tông cũng là một tín đồ Phật giáo thuần thành. Theo sách Thánh Đăng Ngữ Lục một tác phẩm Phật giáo khuyết danh ra đời cuối thế kỷ 14, trong thời kỳ trị vì của mình, Trần Anh Tông đã khuyến khích các cao tăng như nhị tổ pháp loa. Quốc sư Liễu Minh thuyết giảng kinh sách Phật giáo nói chung và Thiền tông nói riêng tại nhiều nơi như chùa Tư Phúc Thăng Long và Am Thường Lạc Thiên Trường. Cuốn Việt Nam Phật giáo sử luận còn cho biết Trần Anh Tông đã tru cấp thợ xây và vật liệu cho giáo hội để xây cất Tử viện Tịnh thất. Đồng thời ông cho đắp nhiều tượng Phật lớn và kêu gọi vương hầu, cung nhân cống hiến hàng trăm mẫu ruộng cho các trung tâm tu học. Nhà vua cũng dâng tặng tàu thuyền và dân phu cho thầy pháp loa nhưng thầy không lấy. Vào các năm 1313 và 1319. Khi sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn, Trần Anh Tông đã lấy vàng bạc từ quốc khố và dâng cho Pháp Loa, sau đó thầy phân phát cho dân nghèo. Các vua đầu thời Trần đều là hành giả thiên tông, nhưng đến đời Anh Tông, Mật Tông bắt đầu ảnh hưởng tới giới Phật tử Đại Việt kể cả nhà vua. Năm 1318, Trần Anh Tông đã thỉnh cầu nhà sư người Nam Á là Ban Đề Đa Ô thất lợi dịch bạch tán thần chú kinh một văn bản Phật giáo Mật Tông. Sử cũ cũng ghi nhận sự hiện diện của một nhà sư mật tông người ấn tên Du Chi Bà Lam tự nói là 300 tuổi, có thể ngồi xếp bằng nổi trên mặt nước, lại có thể thu cả ngũ tạng lên ngực, làm cho trong bụng lép kẹp, chỉ còn da bụng và xương sống thôi. Con gái sư là Đa La Thanh đã trở thần phi tần của anh Tông. Vua Trần Anh Tông là một trong những vị vua đầu tiên lấy vợ người nước ngoài. Trần Anh Tông lên ngôi trong bối cảnh quan hệ Đại Việt Nguyên Mông đang căng thẳng. Mặc dù nhà Trần đã đánh bại ba cuộc xâm lược của Mông Nguyên vào các năm 1258, 1285 và 1287, người Nguyên vẫn chưa dứt bỏ tham vọng thôn tính Đại Việt. Năm 1293, Hoàng đế nhà Nguyên là Hốt tất liệt sai thượng thư bộ binh lương tẳng ép anh Tông sang chầu. Anh Tông có bệnh không đi, đồng thời cử đào tử kỳ đi chiều cống. Hốt tất liệt sai giam tử kỳ tại Giang Lăng và chuẩn bị xâm lược Đại Việt. Tuy nhiên, công việc chuẩn bị chưa hoàn tất thì Hốt tất liệt chết. Tháng 1 âm lịch năm 1294, Tân hoàng đế Nguyên Thành Tông ra lệnh bãi binh và trả tử kỳ về nước. Quan hệ Nguyên Việt trở lại bình thường. Sau năm 1294, tình hình biên giới phía bắc tương đối ổn định, nhưng ở phía tây nam, hai vua Nhân Tông và Anh Tông phải đối mặt với các cuộc xâm lấn của Ai Lao. Tháng 8 âm lịch năm 1294, thượng hoàng Trần Nhân Tông thân chinh đi dẹp, mở man trận đánh, đội quân tiên phong của Đại Việt đã bị quân Ai Lao vây đánh khốn đốn. Tướng Phạm Ngũ Lão đã thúc quân phá vây sau đó đánh tan quân Ai Lao và bắt được người và xúc vật nhiều không kể xiết theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Vua Anh Tông đã thưởng binh phù bằng vàng kinh phù cho Phạm Ngũ Lão. Năm 1298, quân Ai Lao tràn tới chiếm sông Tràng Lang. Quân Đại Việt do Phạm Ngũ Lão chỉ huy đã phản công và lấy lại lãnh thổ. Sau trận đánh đó, Trần Anh Tông tặng binh phù hình đám mây vân phù cho Phạm Ngũ Lão. Tháng 10 âm lịch năm 1298, quân Ai Lao lại sang quấy phá, Anh Tông điều quân đi đối phó. Hàng tướng nhà Nguyên là Trương Hiển đã từ trận, anh Tông sai lập bài vị thờ Trương Hiển trong Thái Miếu. Đến tháng 3 âm lịch năm 1301, người Ai Lao tấn công Đà Giang. Vâng lệnh anh Tông, Phạm Ngũ Lão đem quân tới Mường Mai Nay thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình và phá tan quân Ai Lao. Do chiến công này, Phạm Ngũ Lão được nhà vua phong chức thân vệ đại tướng quân. Sau trận Mường Mai, sử cũ không còn ghi lại một cuộc xâm lấn nào của Ai Lao trong thời anh Tông nữa. Tháng 1 âm lịch năm 1305, Trần Anh Tông lập con thứ 4 là Trần Mạnh làm thái tử. Ngày 18 tháng 3 âm lịch năm giáp dần nhằm ngày 3 tháng 4 năm 1314, ông nhường ngôi cho Trần Mạnh, tức Hoàng đế Trần Minh Tông. Anh Tông lui về thiên trường Nam Định làm thái thượng hoàng, được tặng tôn hiệu là Quang Nghiêu Dậy Vũ Thái Thượng Hoàng đế. Trên danh nghĩa thượng hoàng, Trần Anh Tông vẫn tham gia công việc triều chính. Ông đã khuyên bảo Minh Tông phải tin dùng những người tài đức như Bùi Mộc Đạc hay Huệ Vũ Đại Vương Quốc Trần và phải hiểu biết kinh nghiệm từ các thời vừa trước. Đại Việt tiếp tục thịnh trị dưới sự cai quản của hai vua Anh Tông, Minh Tông cùng các đại thần tài năng. Cuối năm 1318, thượng hoàng Trần Anh Tông đau nặng. Ngày 16 tháng 3 âm lịch năm Canh Thân nhằm ngày 21 tháng 4 năm 1320 Trần Anh Tông qua đời ở cung Trung Quang thuộc phủ Thiên Trường, hưởng dương 45 tuổi. Ngày 12 tháng 12 âm lịch năm 1320 tức 10 tháng 1 dương lịch năm 1321 ông được chôn cất vào thái lăng tại Yên Sinh nay thuộc huyện Đông Triều, Quảng Ninh triều đình truy tôn ông miếu hiệu là anh tông thụy hiệu là ứng thiên quảng vận hiển văn duệ vũ khâm minh nhân hiếu hoàng đế